Ừ. Còn đặc trưng này, cái thức này nó bị nóng nhưng tắt cho nó nè. Cái này nếu nó bị khí tức là nó có ba cái đường khí như này, như này nó ba cái tạng, ba tạng. thì cái móng chân anh phải xòe ra hết, anh phải xòe này rồi khi anh mới nhấn nó xuống cho nó căng lên, nếu mà nhấn trúng sẽ lên tới cái háng mới đúng, thấy không? Nên nó áp lực nó xuống. Áp lực xuống thế là lên cái háng, như cái đó là lực, còn ý là không có vậy. Ý là anh để vậy, anh chỉ chuyển trọng tâm ra ngoài là nó hiện ra liền, đưa cái trọng trọng lực lực vào ra ngoài cái hiện nó trọng lực nằm dồn vào chân phải hay chân không, trọng lực anh đưa dồn vô cái chân mà đang nâng móng chân, anh thấy nâng cái chân nó căng lên thì không cần dùng lực, thấy không? Đó, để cái đúng để vậy 12 giây anh thả ra, nó đưa khí xuống, lấy địa khí ra để di đất lên. Lúc đó cái ý của mình là mình cái nâng cái chân thế nào nó căng lên mà không dùng lực, là cái trọng lượng nó đè xuống mới đúng. Không, ý tức là ý con hỏi là cái lúc đó là cái suy nghĩ của mình là để tự do hay là suy nghĩ của mình lấy cái gì từ bên dưới này lên, hay là đẩy lấy cái gì trên này xuống, lấy khí đất lên lên chân, nó vô cái dụng tiền nó lên, mình thấy đi lên cái háng nó lại giống như cây nó chỉa cái háng cứng cứng này, nó vô cái đó rồi đó. Tức là đến lúc đó là mình làm nó vô tới đây là đồng xong rồi đó, rồi cái, anh đứng một hồi thấy nó căng nó lên, nó vô thẳng á, khí nó vô thẳng rồi đó, anh ngã ra thì nó vô căng, nó lên thả ra, thả ra, nó vô cả được phát xong cái chân này rồi đổ lên kia thì nó ra phần trái, từ này xong nó thận phải, nó tính một mình đọc vậy thôi. Nhớ dùng trọng lượng gì không được dùng lực, còn người mới tập thì nó gồng nó đè xuống, còn mình anh đứng nhẹ đi co nó muốn chân xè nó chân anh vô trọng lượng là sao, tức là anh có thể dở một chân trước lên được là xong đó, dở một chân thứ tự rồi đó thì nó mới vô, anh dở nhẹ tức là cái thằng tập nó là cái chân trước nó nhẹ đó. Nó ngược lên người ta coi như là trọng thỉnh thỉnh nó vô liền, nó vô tiếp tới cái thầm thấy không, nó nóng được. Ông hiểu rồi đó, đó là cấp 2 của khí chân, đó là khí chân lấy khí đất nó vô thẳng rồi. Để vậy em dở cái chân lên, anh chịu dở chân nhà thấy đúng rất là thăng hoa, mà cái thận nó cứng ngắc, cái thả ra, cái thở đều rồi đổ cái tà tà nó thức mộng, nó bắt đầu thấy khỏe lắm, không tập nhiều đi chừng vài bước là người sung rồi. Đúng rồi, đã lắm cái chỗ này nó đã nó đã chỗ này, nó không thấy đá cái này đúng rồi đó đó, đó. Ồ, ghê lắm. Ông này còn người thường nó tôi không có chỉ, tại vì người ta nó không biết cái tập mẹ đi, còn nó hỏi hỏi sâu vô thì chỉ liền thầy đi đây, anh hỏi sâu vô vấn đề, tại anh cảm nhận khí bà chi rồi qua đây anh hỏi khí nó nằm đâu cho chỉ, là thấy nó lên chỗ này, nó mở cái thằng cái này rồi cái đôi qua đổ trục qua thật phải qua trục phải đứng đẹp thì kiếm từ ra động tác này. Nó còn hôm trước con còn thấy thầy một rồi động tác gì nữa, anh em ghê thì một động tác như thế này, cái này nè dạ. Cái động tác này là anh để ý nha dạ. Nè đứng đứng đây đúng luôn, anh nhớ rằng là hai cái bàn chân phải đứng bằng hoặc các bàn chân để nó giữ cái cơ, không cho nó bị lệch, nó gọi là méo dây chằng, mẹ bị kéo dây chằng, hai dây chằng nó bằng nhau rồi phải đứng cái phần chân này, hai cái phần chân của tôi là nó dài ra, phải đứng trên hai trục. Con quay lại cái chỗ này thì cái này là phải đứng chéo như này hay là đứng song song chân? Đây đứng bình thường. Đứng chủ yếu là cái chân sau. Chủ yếu là chân sau. Và chân trước là không động được. Thấy không? Chân sau như này. Nè. Dồn vào chân sau. Mà cái chân sau đi xè như hình bánh xe để nó đều trong ngón. Cái kia nè, anh thấy nó hơi xéo xéo như chung là thấy chân tôi đúng không? Dạ. Yeah. Đúng là theo đúng nhẹ nhẹ lắm. Dạ. Chân không nè, nhẹ này luôn. Dạ. Đó, đúng vậy đó, mà không được rung. Dần dần là khi nó chạy nó lâu đứng mà hồi nó căng cái thằng nó thả xuống độ. Dạ. Để cho nó mềm lại, thêm một cái độ cà tài. Mà anh đi chừng 6 cái, 7 cái rồi là khỏe đó. Nó cần đi trong. Cái chân đau có cần được hơi kho không? Nè, cái con cái gỗ nè, mình nâng ngón chân hơi xòe nè, theo nó xé xéo nè, gió nó hơi chia xéo vậy đó nè, cái thứ này là thứ thứ nè, nó hai cái đầu gối mình nó phải chắc phải nè, nè. Cái bàn chân trước nó phủ cái gối của chân kia, con bàn đây luôn đúng rồi. Đó, ghê lắm, đúng chuẩn đó. Còn đây này à? Nó đúng chuẩn nè, cái gối này nó phải phủ cái gối của chân của anh, đúng rồi. Anh phải phủ cái gối đằng trước ra ra rồi và còn sau. Đúng vậy. Thì khi mà cái chân này của anh mà phủ được vào vào là đây giỏi rồi đó, thì
tức là bản thân nó đã giữ được thăng bằng cho anh này. Bởi vì nếu mà chân của anh, chân của anh mà ra bên sang bên này là anh lại phải ra này, nhưng mà nó vào đây thì nó lại dồn vào trụ ở đây của anh. Nó dồn hết bên sau này. Thì anh mới dồn được, đúng rồi. Thì nó dồn hết rồi đó. Dồn nó tức là khi nó lên tới cái háng, nó lên tới thẳng, cái là nó mà anh bắt đầu hơi xoắn cái eo, đúng rồi, trong mạnh hơn, cái đầu gối nó che nhau, nó che nhau thì người nó giữ thăng bằng dễ hơn, bắt đầu cứng, và lực nó dồn hết rồi, xoắn cái eo cái nó vô thẳng rồi, xoắn theo là xoắn theo, vậy ha, anh xoắn theo cái chiều ngược bên này, chân trái thì ngược qua bên phải, hơi lắc qua bên phải, đi như con là như này đúng không? Đi vô, thẳng không, thẳng, đó đó đầu cái biến biến cao hơn, đúng nè. Cái động tác nào cũng ghê lắm, đúng không? Động tác nào cũng phải được chơi, không đơn giản đâu, nó có cái biến mặt, cái biến mặt cao lắm. Động tác này á, là hai cái phần của anh nhau á, mà nhớ là nó có khoa học của nó nha, là cái vòng tròn á, cái bằng 4 bằng kinh của anh á, đừng có quá động, đồ ghê nó có khoa học của nó. Nó cái đường tròn thôi là phải bằng 4 bằng chân của tôi, 1, 2, 3, 4. Đúng bốn bằng chân nối rồi thì bằng chân tôi phải đứng ở dưới này thì cái bằng chân kia nằm ở đây, thấy không? Và khi cúi xuống vậy đứng như nào năm đầu bằng chân thôi. Ôi thế đứng cũng xa nhỉ? Không, cái vòng tròn của anh nhưng mà vòng của tôi. Vâng, con đang quay lại rồi vậy ha. Một này, hai, bốn, rồi bốn, rồi khi bốn xuống thì thẳng. Anh làm sao căng nó nằm trên hai cái đường thẳng, phải căng, phải dài, phải kẻ hàng thẳng. Rồi bây giờ đứng vậy, anh chỉ đứng trên năm đầu chân, đưa từ đầu xuống sau đây khi nó chạy, vừa thấy nó vô hai chút lực, rồi cái đường thả này nó vô đây này, nó xuống gần chạm đất càng mạnh, rồi đứng lên, thả hai gót chạm xuống biển, biển gì, rồi lại nhỏ xuống từ tập tập dễ, mạnh lắm, chứ có chừng anh lên cầu thang nó nhỏ quá mỏi nhỏ, nó ào. Nó tập cả cơ trước, cả cơ sau và cả cái này thôi. Cả khớp phối rồi khớp mới coi vậy chứ cái gót nó không có chả. So chơi cả vào thân. Ghê lắm. Lúc chạm gót thì để nghỉ ngơi thôi. Là nghỉ xong rồi cứ làm cái nghỉ. Nó luôn luôn là quy tắc làm cái nghỉ liền chứ không có chạy nhiều cái nghỉ. Chứ nó không như tập thể dục tập chậm được. Không làm, chưa làm một phát nghỉ phát làm phát nghỉ phát làm phát nghỉ cho tới ê mà làm bắt đầu đổ chân. Chứ không như tập thể dục là mấy chục cái. Làm cái đó không được. Chứ không cho làm cái đâu nghĩ cái đó không có làm nhiều mà nghĩ nghĩ được làm nó người lại đang điều nhiều nó mạnh chân phải không, thấy không, cái chuyện mình hoài lắm, 20 cái đấy kinh đấy, 20 cái là kinh anh nhân giờ hôm đầu tiên 20 cái xong đó trong thắng được mấy cái đó thì mới cường luôn, tức là chân chỉ có 2 động tác thôi đúng không? Ừ, chân mới chỉ có 2 động tác đó mà anh chỉ